xót xa cuộc đời Đức Tiến, tuổi thơ không êm đềm, sự ra đi đột ngột của Đức Tiến khiến công chúng không khỏi đau buồn và thương xót. Thông tin nam diễn viên Đức Tiến qua đời ở tuổi 44 đang khiến cộng đồng mạng bàng hoàng. Theo bạn bè chia sẻ, nguyên nhân khiến nam nghệ sĩ qua đời là do nhồi máu cơ tim. Diễn viên Đức Tiến đã có tiền sử mắc bệnh tim bẩm sinh, sự ra đi đột ngột của Đức Tiến khiến khán giả không khỏi đau xót và tiếc nuối. Sinh thời, Đức Tiến là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng, lại có gia đình hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan. Ít ai biết rằng anh có tuổi thơ buồn và đã phải nỗ lực rất nhiều để khẳng định tên tuổi tại Vbiz, tuổi thơ buồn, thiếu tình cảm của gia đình Đức tiến sinh năm 1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên anh có tuổi thơ nhiều nỗi buồn. Bố mẹ nam diễn viên chia tay khi anh mới lên 5 tuổi. Kể từ đó, anh bắt đầu cuộc sống nay đây mai đó. Khi thì ở với mẹ kế, lúc ở với mẹ ruột, lúc khác ở với gì. Ngoài thời gian đi học, Đức Tiến còn làm nhiều công việc như trồng khoai lang, đậu phộng, lúa, nuôi thỏ, cắt cỏ, khi xuất hiện trên chương trình du hành ký ức, Đức Tiến từng chia sẻ về tuổi thơ buồn bã, tôi bắt đầu chấp nhận đó là một phần của cuộc đời, hành trang quý giá để tôi bước vào đời, không mơ mộng về một gia đình có đầy đủ cha mẹ. Tôi cũng từng nhận những định kiến của người xung quanh vì là con lai, thành công trên cả sàn kết quắc và màn ảnh khi học cấp 3. Đức Tiến được cha đón về sống tại Biên Hòa. Từ đây, anh bén duyên làm người mẫu rồi lên thành phố Hồ Chí Minh đầu quân cho câu lạc bộ Cup là nơi xuất thân của nhiều người mẫu nổi tiếng thời đó như Đức Hải, Ngô Thanh Vân, Thần Thúy Hà. Làm việc được một năm, Đức Tiến được đạo diễn Hữu Dũng cùng chuyên gia người Pháp Henry Hubert đào tạo, mời ký hợp đồng độc quyền với công ty Lizak, cùng với Bảo Hòa, BB Minh Thúy. Trong những năm 2000, anh làm mưa làm gió trên các sàn kết trở thành cái tên hàng đầu làng mốt bên cạnh Hồ Ngọc Hà, Xuân Lan, Bình Minh, Bằng Lăng. Đức Tiến có lợi thế gương mặt điển trai, và chọn nét đẹp châu Á và châu Âu cùng chiều cao tốt. Anh từng giành cúp vàng Model Star tại Hàn Quốc, là gương mặt quen thuộc của đẹp phát dần sâu 123, 4, thời trang và cuộc sống, thời trang A. Đức Tiến còn đắt sâu chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu điện thoại, xe hơi, từ sàn kết quắc, Đức Tiến lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Ban đầu, sau nam sinh năm 1980 chỉ được đảm nhận vai nhỏ, nhưng đã dần tiến bộ và giành được vai chính tên tuổi nam diễn viên tỏa sáng qua hàng loạt bộ phim như Khát vọng sống, Vòng xoáy tình yêu, Mộng phù du, Sài Gòn Love Story, Chuyện tình đào ngọc, Vợ của chồng tôi. Tác phẩm cuối cùng trước khi qua đời của nam diễn viên là Đóa hoa mong manh do Mai Thu Huyền làm đạo diễn. Giữa tháng 4 vừa qua, Đức Tiến còn về Việt Nam, tham gia buổi họp báo ra mắt phim, gặp gỡ khán giả và truyền thông tại Giạp. Chẳng ai có thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng nam diễn viên về Việt Nam và giao lưu với khán giả Việt từ bỏ ánh hào quang vì gia đình là số một, hành trình tìm con mòn mỏi suốt 10 năm thập niên 2000 là thời kỳ đỉnh cao của Đức Tiến. Anh gặt hái nhiều thành công trên lĩnh vực diễn xuất và thời trang, có cắt xê cao là gương mặt được truyền thông săn đón, nhưng nam diễn viên đã quyết định từ bỏ ánh hào quang sang Mỹ sau cuộc hôn nhân với Hoa hậu Bình Phương năm 2010. Bình Phương là Hoa hậu áo dài đà lạt từng lọt top 10 Hoa hậu thế giới người Việt năm 2007. Cặp đôi đã có 3 năm hẹn hò trước khi về chung nhà thời mới kết hôn. Đức Tiến sống tại Việt Nam còn vợ vẫn ở Mỹ. Ở thời điểm đó, có tin đồn cho rằng Đức Tiến lấy vợ để che giấu giới tính. Nam diễn viên bỏ ngoài tai để tập trung vun đắp gia đình. Đến năm 2013, Nam siêu mẫu, diễn viên đình đám chính thức giã từ làng giải trí Việt Nam để sang Mỹ định cư cùng vợ. Tại Mỹ, Đức Tiến tiếp tục hoạt động nghệ thuật còn bà xã trở thành luật sư. Sau nhiều năm cố gắng, vợ chồng Đức Tiến đã mua được căn nhà giá 700.000 đô la, 16 tỷ đồng ở California. Nam diễn viên cho biết gia đình anh có thu nhập khá ổn định từ 7.000 đến 10.000 đô la, 160 đến 230 triệu đồng mỗi tháng. Anh cũng thường xuyên về Việt Nam để tham gia chương trình nghệ thuật và hoạt động thiện nguyện. Vợ chồng nam diễn viên kết hôn năm 2010 nhưng phải đến 10 năm sau, cả hai mới được lên trước bố mẹ. Đó là cả một hành trình dài tốn kém và vất vả. Đức Tiến từng chia sẻ rằng ban đầu vợ chồng anh kế hoạch vì muốn ổn định kinh tế và cuộc sống. Đến khi mọi thứ đã ổn định thì vợ chồng anh mong ngóng mãi không có tin vui, không muốn chờ đợi thêm. Đức Tiến, Bình Phương đã về Việt Nam thực hiện thụ tinh nhân tạo và phải đến hai lần mới có được cô công chúa đầu lòng. Con gái nhỏ của Đức Tiến thụ thai năm 2019 và chào đời năm 2020, có tên là Madison Nguyễn, tên tiếng Việt là Mai Phương, tên ở nhà là Mèo, lên chức bố ở tuổi 40. Đức Tiến rất cương chiều và không ngại vất vả chăm sóc từng ly từng tí cho con anh không giấu được niềm hạnh phúc, từ ngày có em bé thì công việc bận rộn hơn rất nhiều, nhưng thực sự đứa con giúp dung hòa được mọi thứ, đi làm có cực khổ, mệt mỏi về chơi với con là mọi thứ tan biến hết, với Đức Tiến, gia đình là số một, trên trang cá nhân. Anh thường xuyên cập nhật những hình ảnh hạnh phúc bên gia đình, cho biết bí quyết hạnh phúc là luôn hướng về gia đình. Đức Tiến tiết lộ vợ chồng anh đã lên kế hoạch có thêm con, nhưng đáng tiếc là chưa kịp thực hiện thì nam diễn viên đã đột ngột ra đi. Sự nghiệp của cô diễn viên người mẫu Đức Tiến chỉ cách đây hơn một tháng. Đức Tiến về Việt Nam dự ra mắt phim điện ảnh có anh tham gia. Chiều ngày 19 tháng 5, theo giờ Việt Nam, nam diễn viên, người mẫu Đức Tiến đột ngột qua đời tại Mỹ, hưởng dương 44 tuổi. Người nhà cho hay nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của anh vì nhồi máu cơ tim. Tin buồn về Đức Tiến khiến bạn bè, người thân, người hâm mộ bàng hoàng. Anh ra đi khi tuổi đời còn trẻ, để lại vợ và con thơ. Cách đây một tuần anh đăng ảnh chuộc cùng danh ca hương lan ở hậu trường một chương trình anh làm mc nhớ về đức tiến khán giả nhớ tới hình ảnh một chàng trai có mái tóc xoăn bồng bềnh gương mặt nam tính anh nổi tiếng từ sớm nhưng có một tuổi thơ nhiều nỗi buồn năm anh lên năm tuổi cha mẹ ly hôn anh khi thì sống cùng mẹ kế lúc ở cùng mẹ ruột lúc lại sống cùng gì khi tham gia chương trình du hành ký ức anh từng bộc bạch tôi bắt đầu chấp nhận đó là một phần của cuộc đời hành trang quý giá để tôi bước vào đời không mơ mộng về một gia đình có đầy đủ cha mẹ. Tôi cũng từng nhận những định kiến của người xung quanh vì là con lai. Tới năm học cấp 3, anh về sống cùng cha tại Biên Hòa. Anh bén duyên nghệ thuật từ sàn kết quắc, sau đó lấn dần sang màn ảnh. Vai diễn gần đây nhất của Đức Tiến là một nhân vật phụ trong phim điện ảnh đóa hoa mong manh của nữ đạo diễn Mai Thu Huyền. Đây là vai một người quản lý, hỗ trợ cho ca sĩ là nhân vật nữ chính trong phim. Sinh thời, anh từng chia sẻ vai diễn giúp anh có nhiều trải nghiệm mới lạ với các cảnh quay độc đáo như việc quay phim tại dãy núi Yosemite thuộc danh thắng nổi tiếng nước Mỹ hay tại cánh đồng cối say gió Lancaster. Giữa tháng 4 vừa qua, anh đã về Việt Nam cùng tham gia buổi họp báo ra mắt phim cùng ekip, đức tiến ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nét đẹp nam tính trên màn ảnh. Song song với sự nghiệp người mẫu, anh còn là gương mặt quen thuộc của các bộ phim thập niên 2000, vòng xoáy tình yêu. 2005 là tác phẩm đánh dấu màn trào sân của Đức Tiến trên màn ảnh nhỏ. Bộ phim xoay quanh chuyện tình giữa một cô gái nghèo và chàng trai con nhà giàu. Đức Tiến vào vai phản diện là một người mê cờ bạc, lợi dụng người yêu giàu có. Tuy chỉ là vai phụ nhưng đây được xem là một thành công của anh. Từ hình ảnh top 10 siêu mẫu Việt Nam 2002 trở thành một diễn viên được các đạo diễn để mắt. Xin lỗi tình yêu, 2007 là tác phẩm truyền hình Đức Tiến đóng chung cùng Quách An An, Phi Hùng tái hiện lại câu chuyện tình yêu tay bà chắc chờ đức tiến đóng vai người con của kẻ thù đem lòng yêu đan thanh quách an an chuyện tình đảo ngọc 2009 là bộ phim truyền hình nổi tiếng trong đó đức tiến đảm nhận vai phụ là một người quản lý nhà hàng bất chấp thủ đoạn để thăng tiến anh và người mẫu ngũ hoàng anh đóng vai tình địch trong phim dốc sương mù 2012 kể chuyện tình của y thanh đức tiến và cô gái hát mây diệu thúy ở tây nguyên sinh ra và lớn lên ở núi rừng quyết tâm giúp đỡ quê hương sau khi tốt nghiệp đại học luật. Bên cạnh đó, Đức Tiến còn tham gia trong các tác phẩm Mộng phù du, Xin lỗi tình yêu, Tôi là ngôi sao. Những năm 2000 đến 2010 là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của anh. Đến năm 2010, anh kết hôn với hoa hậu áo dài Đà Lạt, Bình Phương. Năm 2013, anh sang Mỹ định cư cùng vợ là luật sư, gắn bó với nhau 9 năm chưa có em bé. Vợ chồng anh quyết định về Việt Nam thụ tinh nhân tạo ở tuổi 40, anh chào đón cô con gái nhỏ đặt tên ở nhà là Mèo. Tại Mỹ, vợ chồng anh gây dựng được cơ ngơi trị giá khoảng 16 tỷ đồng rộng rãi, có khu vườn trồng các loại hoa và cây ăn trái.